Ok anh em, hôm nay thì một ngày nắng tốt, đúng đúng hôm nay là có ngày nắng à, còn lại là toàn mưa không. Mình mang mấy tụi này ra phơi nắng. Đây con này nè, nãy gật đầu liên tục luôn em, sung lắm. Nó gật đầu mấy đứa bên này sao nè, mấy con này sao nè. Tụi này phơi nắng mình che lại một góc này, mình để cái đồ ăn nó bên này á, rau anh em. Tụi phơi nắng xong tụi vô tụi ăn rau, mình che lại để nó có cái chỗ mát, với lại rau không bị héo. Bên này cũng vậy, mình che lại trên này anh em. Đấy, trên này chậu rau để chỗ mát mẻ. Bên này mình cho nó một cái hộp cho nước vô cho tắm. Đây là một cái phơi nắng nè anh em. Đây còn hết hai bô nha, hết hết blue này. Còn con dưới này là mình nuôi hộ, con này là mình nuôi hộ cái ông anh. Đấy, anh em thấy phơi nắng hợp lý không? Đây bắt thanh gỗ nó leo lên nè, cái điểm nóng của nó nóng hơn, điểm nắng nó nóng hơn, cái này đỡ hơn. Thì đây các thứ, chỗ này do chỗ bung rồi này anh em, nên mình cầm cái này mình đè lại. Cái này chắc cũng tầm khoảng một ký anh em, nãy phải tầm 1 ký á. Đấy, cầm mình để lên. Còn con này nè anh em, sắp lột da rồi anh em, thấy đen 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 không, sắp lột da rồi á. Đen lùi à, còn tụi này hài lắm em, nắng chiếu không đâu là đen chỗ đó. Tụi này nó in hình lưới lên trên lưng luôn này. Này, y hình lưới trên lưng luôn nè, lằn lằn hay lằn caro anh em, đéo ra đó. Nắng xuống là phần nào che bóng mát là nó màu xanh, phần nào nó không có thì nó đen thui luôn. Con này đen thui lùi luôn này, đạt lột da. Mình tắm sơ qua cho mấy tụi này rửa chuông này luôn. Cánh cửa thần kỳ khó mở nhất đây. Đây. Cái này là ở trên là nó cái gạch đây anh em, nên nó sẽ nóng. Còn ở dưới thì buổi tối nó ấm á, tôi đã chui vô tôi nằm. Da này sắp lột rồi nè, đấy, bung ra. Mẹ không hiểu sao này gật đầu game sung thế không biết. Em mới cho rau vào này, tụi nó không ăn nhanh là chiều là nó héo hết. Bây giờ là khoảng khoảng 12 giờ rưỡi nha anh em, phơi cho nó ít thôi, coi chừng nó phơi đáng trưa này nó hay đen lắm. Anh em phơi ít thôi, sơ sơ thôi là đủ tia rồi, tại vẫn chưa nóng lắm. Kem đóng lại đây. Mình mang nó ra ngoài ban công nên mình không cầm theo cái chân tripod. Ok, chìa khóa mình nhét vào đây.
Nè, con này chuẩn bị ăn này. Nào, con ấy bụng to cho bái rồi. Ok, phết nha. Nó phơi nắng đen thui lùi luôn. Con nào cũng tranh thủ phơi nắng, sáng nay không có nắng anh em ạ. Sáng nay trời mát mẻ. Đây, toàn cảnh ban công nhà mình. Có ban công ngoài nữa nhưng mà ban công ngoài nó bất tiện anh em, nó không có cái vòi nước. Nó xịt sạch sẽ. Năm mốt là mình định làm cái lồng đây trồng lên tầm khoảng 4 cái phía này, còn mặt này nữa che đầy đủ hết anh em. Đầu tiên là hai chuồng trước đã, tại vì mình nuôi ít con rồi nên mai mốt nó lớn lên rồi mình tắt ra sau. Chắc cần phải ngày này năm sau á, à, tụi nó lớn tầm khoảng 7-8-9 ít hết, có khi một mét. Cái con này chắc nó tầm 1 mét á. Ở thời điểm này năm sau. Ok anh em, ba anh em nhá, khi nào có update thì mình sẽ đăng cho anh em xem. À, tụi này thì nó 4x à, còn tụi này nó lên 5x rồi. 5x rồi. Con mập này 5x rồi nè. Còn con nhỏ này thì nó đột chiều tra là lên 5x luôn á. Nó lên 50 chứ. Gọi là 5x luôn. Một lần lột da thì một lần lột da nó sẽ tăng 10 cm. Đấy, nó đến nó ăn kìa. Đói đến ăn kìa. Đây nè, chuẩn bị ăn đó nè. Ok, mình sẽ kết thúc video đó nha em.